Đầu tiên mình sẽ pha các màu tô nền. Trước hết thì mình sẽ pha màu trắng ra hai ô. Trong ô đầu tiên thì mọi người cho thêm một cọ nữa. Sau đó dùng 2 đến 3 cọ nước để pha màu loãng ra vừa đủ. Tiếp theo thì mình dùng màu vàng và màu cam. Hai màu này mình sẽ pha vào ô thứ 3. Màu vàng mình sẽ lấy như thế này. Sau đó cho thêm nước vào và đánh đều lên. Nếu màu hơi loãng thì mọi người cho thêm màu vào nha. Tiếp theo là màu cam, lấy ít hơn màu vàng trước đó để tạo ra màu vàng nghệ. Sau khi khuấy xong, mình dùng lượng màu còn bám trên cọ cho vào ô đầu tiên và khuấy đều lên. Nếu nó hơi sệt thì mọi người cho thêm tí nước vào nha. Còn ô này mình sẽ pha thêm màu cam và đỏ. Màu cam mình sẽ dùng một lượng như này. Sau đó mình cho thêm xíu nước nữa và khuấy đều lên. Lấy một lượng màu đỏ như thế này thôi. Mọi người cho vào và cũng khuấy đều lên. Đây là ba màu mình dùng để tô nền. Màu thứ nhất là màu trắng pha với vàng nghệ. Màu vàng nghệ thì nằm bên đây chính là mình lấy màu vàng pha với ít màu cam. Còn ô ở giữa là màu trắng mình pha với màu cam và mình cho thêm một ít màu đỏ nữa. Hôm nay thì mình dùng băng keo giấy màu đỏ, dán và miết kỹ các cạnh. Vẫn là cây cọ bản vuông để quét nền được nhanh hơn. Thứ nhất là mình sẽ dùng màu vàng cam sữa tô phần bên trên. Mọi người nhớ là mình quét lên băng keo luôn nha, để các cạnh giấy được phủ kín màu. Mình sẽ tô hơn một nửa. Sau đó tới màu thứ hai là màu vàng nghệ. Quét ngay phần giao giữa hai màu nhiều lần cho quyện vào nhau rồi mới lên trên một đoạn. Sau đó chấm lại màu và xuống dưới một đoạn nữa. Và cuối cùng là tới màu cam đỏ pha trắng. Thực hiện tương tự như trên cho phần giấy còn lại. Những chỗ này mình có thể dùng màu vàng nghệ để chỉnh cho nó mượt hơn một xíu nha.
Ở đây mọi người quan sát cái vùng nền trời, vùng này màu không mượt là do mình cố ý nha mọi người, chứ không mướt giống như phần cam đỏ bên dưới. Như vậy nó sẽ giúp cho việc tạo hiệu ứng vện vện mây hoặc các áng mây chúc mình vẽ sẽ hòa vào nền được tốt hơn á. Tiếp theo thì mình pha màu tô mây, lấy màu trắng cho ra hai ô. Nước pha màu của mình lúc này nó hơi cam cam, mình dùng nó để pha màu trắng mây luôn cũng được. Nếu mọi người kỹ hơn thì dùng nước sạch, miễn đừng dùng nước quá bẩn là được nha. Màu pha hơi sệt sệt một xíu cũng đừng quá loãng nha. Mình sẽ lấy lượng màu vàng như này pha vào ô màu trắng để tạo ra màu vàng sữa. Mình dùng một cây bàn chải cũ, tận dụng phần đầu bàn chải để vẽ. Chấm vào phần màu vàng. Quét lên trên mặt giấy thành các mảng mây. Mọi người nhớ là quét màu rồi hẳn chấm màu tiếp nha. Màu nhiều quá nhiều khi mình không kiểm soát được á. Mọi người để ý các áng mây mình vẽ theo một đường cong nhẹ, nhìn sẽ đẹp hơn việc mình vẽ ngang hết nha. Tiếp theo là mình dùng màu trắng và mình sẽ quét lên trên phần màu vàng trước đó để tạo vùng sáng. Sấy khô để thực hiện bước tiếp theo. Mình sẽ dùng cây cọ đầu nhọn. Lấy màu vàng nghệ cho một ít vào ô đầu tiên nếu mình còn màu. Không còn thì mọi người cho thêm một ít màu trắng vào nha. Khuấy đều lên không thêm nước nha mọi người, để cho nó hơi sệt á. Nó sẽ nhạt hơn màu vàng nghệ một xíu. Bây giờ mình sẽ tạo các mảng màu đậm bên dưới những đám mây, nghĩa là bên dưới phần màu vàng đó nha mọi người. Mình kéo bằng những đường ngang to nhỏ nối tiếp và xen kẽ nhau.
Bên dưới đây là vùng màu đậm hơn, nên nếu dùng màu vàng nghệ nữa nó sẽ bị chìm và không thấy được. Nên mình sẽ dùng tới màu cam đỏ này cho vào ô trước đó để được màu đậm hơn xíu nữa. Mình chỉ phớt nhẹ thôi giống như là phần bên trên. Trong tranh này thì bước tạo nền là bước quan trọng nhất nên mọi người cố gắng nha. Mình vẽ rải rác vài đường cũng tựa giống như việc mình vẽ sóng nước ấy mọi người. Nhớ là chỉ phớt nhẹ cây cọ thôi, không đè quá mạnh nha. Vậy là mình xong phần nền bên trên rồi. Mình sẽ tận dụng ô màu đã hết, không còn dùng nữa để pha màu đen vẽ chi tiết. Mọi người có thể dùng cây cọ đầu vuông, đầu vát hoặc là cọ nhọn đều được nha. Mình sẽ vẽ một đường mặt đất bên dưới như này. Sau đó mình sẽ tô phủ. Sấy khô để vẽ bước tiếp theo. Tiếp tục dùng phần đầu bàn chải để chấm các bụi cây nhỏ li ti trên mặt đất. Chấm vào màu đen như thế này ha. Nếu nhiều quá thì mọi người thấm bớt vào khăn nha. Cuối cùng mình dùng cọ tỉa để đi chi tiết. Mình sẽ vẽ thân các cây dừa ở gần trước. Vùng bên đây thì xa hơn xíu nên cây dừa cũng nhỏ hơn một xíu. Sau đó mình vẽ những cây ở xa hơn nữa. Vậy là xong. Tiếp tục đến tỉa cái tàu dừa, vẽ các nhánh gân trước. Nó sẽ hơi đổ dồn về phía trái một xíu, do bị xuôi theo chiều gió, gió thổi từ phía phải qua trái nha mọi người. Tiếp theo là tỉa lá, mọi người không cần quá kỹ đến từng chi tiết nhỏ nha. Ra hình thù cái tàu lá dừa là ok rồi nè.
Cuối cùng là thêm vài chú chim nhỏ nữa là xong. Nhớ là tháo băng keo theo hướng xéo ra bên ngoài để hạn chế rách tranh mọi người nha.